trời, trời quá phê đó hả? Ui. Thì lấy giờ anh ăn 4-5 trái rồi đó. Ghê vậy. Đi từ Lẵng về nó háo nước hả? À. Ngọt lắm. Quá đã hả? Dễ sợ. Khiếp thật cái chứ. Trời trời, bữa sau này. À, xin chào tất cả quý vị, hôm nay thì Hải và anh Thái hiện tại thì đang ở xã Gari, huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam quý vị ơi. Trong những ngày vừa qua thì Hải cũng đọc được rất là nhiều thông tin. Các bạn chia sẻ lên Facebook quý vị về việc bà con xã Gari gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đầu ra của sản phẩm cam quý vị. Cam này là cam organic quý vị ha. Cam này là cam mà này này quý vị này. Đó. Cái cam này là không có phân hóa học hoặc là không có gì hết trơn quý vị ha. Đó, thì bà con ở trên đồng bào miền núi đó thì trồng cây cam này là tầm khoảng 10 năm rồi. Đó, nhưng mà vấn đề đầu ra rất là khó khăn. Do tình hình dịch bệnh cũng giống như là giao thông ở trên này đi lại rất là khó khăn, do một số chỗ thì bị sạt lở đó quý vị. Hiện tại thì cam cũng đã chín rồi nhưng mà người mua đó quý vị rất là ít. Nên hôm nay Hải và anh Thái, anh Thái này, hôm rồi thì còn anh Thái cũng có nghe Hải chia sẻ rằng là bà con ở trên này khó đầu ra đó, nên anh Thái cũng đi với Hải lên trên này muốn mua để đem về Đà Nẵng bán quý vị, để giúp cho bà con đồng bào đó. Đã khó khăn rồi mà vấn đề đầu ra cũng không có ít có ai mua đó quý vị. Mà cam thì rất là nhiều. Quý vị thấy rằng ở phía sau Hải này, bên Thái này. Khiếp lắm, một cái cam đấy quý vị. Đây. Hồi nãy giờ hai anh em lên thì ăn cũng khá là nhiều rồi. Bụng tối cái... không phải anh tôi. Mất đầy gốc. Dạ. Hiện tại thì cái này mà trời mà nó sáng sáng là quay đẹp lắm anh Thái nha. Buổi sáng giờ nó tối tối rồi. Mình lên đây đã 3 giờ rồi. Ừ. Mà do trời này thì cũng sương mù nó bao phủ quý vị. Ồ, cam thì rất là ngon. Đây này. Một chùm này, ôi trời ơi. Quá trời. Cây này có thể là gần 200 kg. 200 kg vậy. 200 kg mới hơn chứ giỡn đâu thấy. Ừ, trái như này là tầm 5 trái là ký rồi. Ừ. Hãy cũng nghe nói rằng ở trên này là khoảng 2.000 cây cam mà đang có trái như thế này đấy quý vị. Rất là nhiều mà cam thì đã chín hết. Nhưng mà bà con thì chưa có bán được nhiều. Đó, trái ăn thử đi. Đã giờ biết mấy trái này. Thì anh biết không biết trái này. Cam này ngọt không giống như cái cam mà xanh xanh đó hè. Mà anh ăn nhiều quá anh no rồi. Anh 4-5 trái lo rồi. Cái này có bị nước không. Anh cũng biết. Dạ 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 dạ. Nước không? Nhiều nước quá. Nhiều nước thật á. Ra này con nít á, có thể bóc là ăn được. Không phải vắt đường chứ. Cam này được cái là không có bị không có thuốc hóa học á. Bà con ở trên miền núi quý vị, ở đây là dân tộc bà con là dân tộc Cơ Tu. Ở đây là sát với lại biên giới Lào luôn quý vị. Ở đây anh thấy nè. Đi qua bên núi kia là biên giới Lào đó. Qua bên kia là biên giới Lào đó. Đấy, dân à. Ừ. Cam đã thật. Đã rồi luôn á. Ngọt lắm. Ăn đi tối khỏe ăn cơm. Ngọt ăn trước hai trái dưới kia rồi. Anh ăn 4 trái rồi. Lo rồi. Ừ. Lo chứ không ớn. Nhưng mà tí lại thèm ăn nữa. Ừ. Trời, cái này mùa Covid này đúng bài đấy. Ờ, cái này Covid đúng rồi. Cái này mà giờ ăn có sức đề kháng đúng không? Ngày cứ làm trái hai trái. Ôi. Nó không giống như cái cam này xanh xanh á. Xanh xanh nó chua. Ừ. Anh thấy quay anh thấy. Ừ. Ngọt sợt á. Đúng rồi. Nước không nữa các vị. Cái này ăn cả cái cánh lụa đấy. Ủa mà cái này bà con không bán được cũng khó tội thì. Cam này là nếu mà thu hoạch là phải đem ra tới ngoài xa thưa quý vị, bởi vì cái đường đi cũng rất là khó khăn. Được, chở xe máy biết bao giờ thì hết mấy này. Cái này chắc đi bộ ra, lội bộ ra tới này kia. Hái từ đây xuống đến bản đó là cây số rồi. Khuân về. Ngon ghê không rồi. Mà ở đây ít người đến mua, xa quá. Xa quá. Đi 8 tiếng rồi núi. Đi 8 tiếng từ Đà Nẵng mới tới tới đây quý vị. Mà quý vị thấy cam này, thấy quay ngay mấy cái này đấy, đã không? Quay từ á, đi từ.
Mà đường ở đây sạt lở quá, đi nguy hiểm. Trời, đi sợ trái này. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi, nước không à. Bả đời ạ. Hai trái liền. Ngon ghê á. Chưa giờ thấy cam như này. Cái đi ngày mai mình mua chắc khoảng 2 tấn thì mình đem về Nẵng mình bán giùm cho bà con thì. Bán hết lại mua tiếp. Bán thử vài bữa. Quá là đã quý vị ơi. Mình đi xuống mấy cái cây dưới kia kìa. Vắt nhiều lắm hả? Vắt nhiều lắm hả? Mấy con. Thôi em đi xuống đây. Ôi trời, ngon thấy. Chị sợ. Khiếp gì? Kinh trùng 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 trùng. Một cây mà nó nhiều kinh khủng rồi cơ chứ. Cái này có 200 kg. Trên này cây này cũng phải 200-300. Cây 200-400 kg thì nhiều ở đâu vậy? Nó hử? Ô, khiếp không? Triểu luôn á. Mà ở đây may là những trên cái này có một cây. Trên này cao, có bó gió bão là không bị quật, gãy hết. Đúng rồi. Với này thung lũng. Trái thôi. Này rụng này kia. Cam nước đầy. Ở dưới kia một vườn dưới kia nữa kìa. Trời. À, bây giờ hai anh em rồi cũng đi vô trong rừng ở gần đây thôi quý vị. Sáng nay thì cũng có rất nhiều bà con đi hái rồi. Hai anh em mua, mình mua cục khoảng tầm của 2-3 tấn gì anh thấy ha? 2 tấn. Của 2 tấn về mình bán. Có 10 chị đi trước rồi, 10 chị đi hái sớm rồi. Đúng rồi. Đi vô phía trong rừng trong xa thì quý vị, nhưng mà Hải bên Thái thì đừng đi gần gần đây để cùng chia sẻ quý vị theo dõi thôi. Đây là cái khu nhà của bà con ở đây quý vị. Năm ngoái bị sạt lở nên là mới chuyển ra khu này đó anh Thái. Năm ngoái là trên kia sạt lở dữ lắm. Ở đây nhà sàn không hiền. Cam kìa. Cam kìa. Đây. Có trời cam. Mình đi theo hai anh chị vậy thôi. Đi nhanh kinh. Đi miết rừng quen rồi. Mình chạy theo không kịp. Cái này là cái gùi đây phải không anh này? Dạ. Chập cho em gùi cái nha. Gùi về em được không? Được. Trong là đi vô trong. Mình đi ở đây thì gần đúng không? Còn mấy anh chị kia là đi xa lắm đúng không? Anh ở bên kia là biên giới Lào đúng không anh? Qua cái núi này. Biên giới Nam Giang. Ồ cái này cả cảnh này đẹp quá hỉ. Ồ bà con đi hái ở trong rừng xa lắm. Có 10 chị lúc anh dậy từ lúc 5 rưỡi là 10 chị mà đi vào 2 cây số. Đi chục cửa. Chục người đi trước. Mình mua rồi mình chia sẻ để bà con ủng hộ. Cây cam Tây Giang này. Để cái tấm này đi. Gì đó hả? Rồi tiếp tục. Rồi quay cảnh này là các cô bác anh chị thấy thích lắm đây. Nay thì anh Thái đi với Hải, quý vị và vì hôm rồi Hải cũng chia sẻ rồi. Hai vợ chồng mới nói là cũng muốn làm một cái việc gì đó nó có ý nghĩa đó quý vị. Đi giúp bà con thu mua cam để về bán lại cho bà con ở thành phố. Này đem về Đà Nẵng quý vị. Mà trên này thì đi về Đà Nẵng cũng xa lắm quý vị ơi. Đi ngày hôm qua là 7 tiếng mấy anh Thái? 9 tiếng đi. 9 tiếng. Đi tới bì. Bởi vì ngày hôm qua là gió bị xe có một xe bị mắc kẹt thôi. Trời ơi anh chị đi nhanh thiệt đi. Công nhận đẹp chứ anh Thái. Wow cảnh quá đẹp luôn quý vị ơi. Mát ghê vậy. Mát hả? Ôi. Chục thì nhà đây gần cây số rồi đó. Hả? Nhà đây mới 700-800 mét rồi. Lúa này quý vị ơi. Ở đây cũng có lúa nước thì cũng có đồng ruộng. Cái này đi coi đường trơn hết đấy nghe. Được lúa bà con đây. Đi về đường nào anh?
Thôi mang mang mang, của mình lên trên rừng đó phải phải mang dép anh ơi. Lên rừng mà. Trần đúng không? Dễ dễ quảnh cò lắm á chứ. Con mua nhiều cảm. Dạ con mua khoảng tầm 2 tấn mà cũng có mấy cô với chị đi rồi. Thì là mẹ thôi, con có mua thì mẹ đi hại. Dạ. Mẹ nhà mẹ gần đây không? À thấy gần đây không? Gần. Dạ. Rồi để có gì là con đi xuống dưới này rồi con gần hỏi. Gần tam của chị dâu ạ. À vậy hả? Rồi nhà mẹ gần đây không? Gần. Rồi có gì tí nữa con lên nha. Mấy? Tí nữa con lên. Tí nữa con lên rồi con hỏi mấy anh kia chị kia hái bao nhiêu chứ sợ là đôi lúc cũng nhiều quá. Dạ. Rồi con đi nghe. Sáng nay cũng có nhiều anh chị lắm rồi. Hôm qua thì hai anh nói mua về để bán giúp cho bà con ở dưới miền xuôi đó các bạn ơi. Đường khó đi quá. Chút chung. Ủa sao đường dưới không đi, đi đường này khó đi vậy? Ở đây là gần này. Gần mà đi đuối rồi. Ok, cái cảnh đẹp quá quý vị ơi. À, này cũng giống như rụng rụng bậc thang á hả? Mình đi theo anh chị chứ không là lạc mắt luôn á. Giờ chuẩn bị vô rừng ở đây quý vị ơi. Đấy, đi nhanh quá. Bỏ dép mà. Chạy không kịp à. Đi quen rồi mà. Mua về xong rồi còn tập kết. Tập kết rồi bắt lên xe. Mà bóc lên xe thì phải có quy trình chứ không không nữa là dập hết. Dập hết. Ừ. Sao anh chị đi mình thấy nhẹ nhàng cảnh ở đây. Wow, đây này, vô giờ bắt đầu vô tới vườn cam rồi đây quý vị ơi. Suối chảy hả? Suối chứ. Đây này quý vị ơi. Cam này. Ở đây thì gia bà con trồng rất là nhiều nhưng mà vấn đề giờ là cái đầu ra nó không có luôn quý vị, ít lắm. Có mà ít bởi vì chưa có thông tin nhiều đó. Ờ đây nè. Giờ mình hái trước cái này hả? Dạ. Dạ. Một người trèo lên à? Đó. Trèo lên nha anh. Trèo lên chứ. À. Ôi còn dưới. Ủa, kia kìa. Lúa, đồng lúa. Phía trong rừng kia nhiều không anh? Nhiều. Nhiều hả? Ủa phía trên kia này kia thấy kìa. Ủa mấy cả đây quay không thấy gì. Ờ quay không thấy mà nhìn thấy vàng. Nhiều nhiều thấy vàng vàng. Quay mới chưa. Chỗ đẹp là chỗ hay. Đưa đây. Đưa em trèo đấy. Anh thấy trèo được không? Trèo tốt chứ. Cho vui. Gãy không kìa. Nô cao mà kìa. Ừ. Thế là ngon. Hôm qua Hải với anh thấy leo lên cái cây cũng mấy tạ thì cây này thì cũng không không nhiều lắm, cây này có được cũng 50-100 kg hả? Có cái đồng cam kìa vậy. Hai người mình quay thì vô không biết có to không, mọi người nhìn thấy thấy to lắm các vị ơi. À, nhiều lắm. Cái này thì bình thường. Vườn nhà chị có nhiều không? Nhà chị vườn nhà chị có nhiều cam không? Nhiều chứ. Nhiều hả? Đi xa. Đi xa lắm hả? Ờ đi xa lắm. À, à hai cây nữa không chị? Cái nữa là hai cây số nữa. Ý là mình đi hơn. Đi bộ vậy đó hả? Ờ đi bộ không? Một tiếng nữa không? Là đi bộ là hơn hai tiếng. Hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ đó. Hai tiếng đi bộ mà đường núi đó là 9 cây số. Một lần là mình khiêng được cái này có bao nhiêu ký chị? Cái này à? Dạ, một lần mình khiêng từ trong đó ra đây có bao nhiêu ký cam? 50 á. 50 ký hả? Ừ. Dạ. Cái bữa trước cái này cái cam cái này là 200 ký là cùi một người 50 á. À, một cây cam là 200 ký hả? Ừ. Ý là mình cứ ngồi một chuyến mình vào lại lấy là tiếp 50 cân. Ừ, cái này là đi mấy lần á? 3 lần á. Gần là 3 lần, xa là 1 lần á.
Dạ là trồng. Leo căng thẳng anh ơi. Trơn lắm. Cây cam này nó trồng được bao nhiêu năm rồi chị? Cái này à? Dạ. Cái này bắt đầu trái 2-3 năm rồi. À. 7 năm mới ra trái phải không? Ừ. 10 năm có trái. 10 năm mới có trái? Ờ, 10 năm có trái. Cái cây này giống như cây của cũng lớn tuổi rồi đây ha? Không, cái này là 15. Dạ. Yeah. À, nói chung là do cái tình hình gần đây bị dịch Covid đó quý vị. Rồi phần nữa thì do đường xá, giao thông nó bị sạt lở đó. Nên bà con ở đây cái đầu ra nó cũng chậm lắm quý vị ơi. Mà cam là quý vị biết rồi, nếu mà nó chậm quá thì sẽ dễ bị hư đó. Nó chín quá là nó bị hư, nó rớt cái dưới đất. Ở đây nha, Hải cũng muốn lên đây để chia sẻ với lại bà con. Hôm nay là 19. Dạ. Cái này, cái này cái bữa trước anh Hoàng đến lấy cái này con màu xanh á. Dạ. Cái này mới chín. Dạ. Cam này là tháng 10, tháng 11, tháng 12 là chín. Dạ. Ơi con chào bà. Bà đi đâu về đây? Bà đi đâu về đây? Bà đi không nghe. Đi không nghe. Bà hai cả. À, anh hai cả mình gọi cho em. Vui bí á. À. Bà hai cả mà bà hai bà đi đâu đó? Ba đi vui bí á. À. Nè, con chào bà. Cảm ơn lúc đang hôm nay. Cảm ơn các con. Bà năm nay mấy tuổi rồi bà? 60 á. Anh em có lại đặc biệt ở đó. Không, bà năm nay cũng phải 80 chứ sao 60 thì bà. Hơn. Cái này là bà cô cháu, bà cô chí nghe. À. Bác ruột á. Bác ruột hả? Ừ, bác ruột á. Về mua trà quán nghỉ, ăn quay như mua quán ăn. Đâu phải bà đâu. Oh, jadi ring main nơi dah kalah jadi. Bây giờ đang thế này. Đổ một cái gùi này. Tao quên này, ơi cho nhiều ôm. Tôi giờ đã giặt chân. Cảm ơn to này. Mới sợ. Cái này chừng 5 quả được ký chị nhỉ? 5 quả ký. Có 4 quả 1 ký. Nhìn nhìn cam này rất là ngon quý vị ơi. Hả? Ủa nhà dưới như nấm mối này. Lấm lấy về ăn, mình lấy về ăn rồi bà. À, bà không nghe hả? Bà như bà nặng tay hay sao á? Bà chắc năm nay cũng phải 70 tuổi rồi đó chứ không ít đâu. Ôi chị leo cây luôn kìa. Wow. Ở đây chắc ai cũng biết leo cây hả? Cái này hái xong rồi chắc là 1 giờ chiều ấm xong á. Rồi thì chắc là đó, mười mấy người nữa. Quý vị thấy là đi vô rừng rất là xa đó quý vị. Nên nha, đi về chắc cũng lâu. Hai vợ chồng mà leo cây. Wow. Cây cam chắc nó cũng cứng anh thấy hả? Cắt hả? Ăn thử à? Anh biết cắt cái này không? Cái này cắt ngang nữa chứ không phải không còn vỏ gì đâu. Nếu mà làm được. Trời đã quá vậy. Ồ, cái này còn đã quý vị kìa. Ờ. Không ngoài đâu. Canh ăn thêm nữa. Hả? Cắt nhỏ ra. Hả? Trời miếng quá. Nhìn miếng cam thì đã không quý vị? Ngon không? Nước không thì năm nay thì cam nó ngọt lắm quý vị, bởi vì ở đây năm nay mưa nó cũng ít hơn năm ngoái. Ngon lắm. Ngon thiệt luôn á. Cam này ăn được cả cái cùi này. Ừ. Cam này thì ăn không sợ một phút quý vị ha. Ở đây bà con là tay này á quý vị, rất là hay cái này. Ở đây mà ai mà dùng thuốc từ sau là thuốc gì đó là bị bắt phạt rất là nặng đó quý vị. Tù luôn đó. Quả tù luôn đó. Ở phía trên này bà con là trồng lúa này cũng vậy đó, không có dùng thuốc hóa học, không có dùng gì trơn đó quý vị. Không có dùng giống như ở dưới đồng bằng là phun thuốc từ sau đó anh thấy. Nhưng mà ở đây là họ không chăm sóc. Cam không chăm sóc. Nói chung là tự nhiên vậy đó, ra trái ăn rất là ngon.
quý vị thấy cái miếng cam thấy đã không? Cái này anh đang gặm rồi. Hả? Đang gặm. Đang gặm. Ôi trời, đã gì. Ý là cái này mà về mà con nít là có thể bóc quạt đầu nó ăn không mình. Dạ. Mình bắt cái ngoặt cái này mình. Trái này được ly nước cho trẻ con à? Ừ. Đứa trẻ chắc uống một trái này là đủ rồi ha. Anh chị đeo kính không? Ông nhận bà con ở đây giỏi thật á. Nói chung là công trình quý vị thấy hái cũng rất là khó này. Nó leo như như con chim á. Ôi cẩn thận anh ơi. Ui đứng cái nhánh cây sau nó nhỏ kinh này. Ở dưới quay không đẹp hả? Cái này là gọi là cái gùi đấy quý vị ạ. Bà con ở đây thì nó cái gùi đây. À, đó cam này, ngon không? Úi trời, đó. Ôi, nhìn nó đã thì. Đẹp ghê ha. Cái này đem ra ngoài rồi tập kết này. Sắp xếp, sau đó cho nó lựa chọn. Lựa chọn trái đẹp mình đem về để cho. Còn như mình đem mấy trái cũng nhỏ nhỏ hơn chút cũng được, về bán giá thấp chút. Chung là bán giùm cho bà con thôi chứ còn chứ không phải là thương lái. Thương lái, mình không phải thương lái nha. Ờ, hãy leo lên cây luôn rồi. Ở này cam. Quá chừng. Cây này là cũng ít đúng không anh? Dạ. Có cây là em nghe nói là khoảng 4-5 tạ đúng không? 4-500 kg phải không? Đó. À. Cho nó có hơn là 2-3 tạ. À. Ở kia. Dạ dạ. Vô trong rừng sâu chừng nào là cam cũng to như nãy đúng không? Dạ đúng rồi. À. Anh Thái ơi. Khiêu giùm. 5 kg. Đấy mà leo cây giỏi ghê thiệt. Cái cam nó chục chuông à. Ừ. Nhánh nhỏ. Thật sự là không có gì bằng mà giúp cho bà con bán được cái cam này quý vị. Để cho bà con có cái kế sinh nhai đó hả? Nếu mà bán lời được thì hãy cũng sẽ mua cùa lên đây để tặng lại cho bà con thấy quý vị ha. Hái xong rồi cái khiêng về nữa. Khiêng về xong tới nhà rồi phải lên chỗ tập kết nữa. Nói chung là một quá trình đó quý vị ơi. Cũng mong rằng là được quý vị ủng hộ mua cam giúp cho bà con ở Tây Giang quý vị ơi. Đây là xã Gari. Qua bên kia một chút là biên giới của Việt với mình, Việt Nam với Lào đúng không anh? Đúng rồi, Việt Lào. Việt Lào đó. Việt Lào đó này quý vị. Đây qua cái đồi núi này thôi, nói chung là đi bộ một chút thôi đúng không? À. Dạ dạ. Tây Giang mình. Dạ. Tây Giang. Tây Giang. Cái trò. Còn một số trái là cũng chưa chín hết đúng không anh này? Đúng rồi, chưa chín. À. Thì đủ tháng 12 chín. À. Ôi gì gãy cành anh ơi. Không gãy. Hả? Nó cứng cái này. Cứng hả? Dạ. Nó cứng trái cái kia là gãy rồi. Dạ. Ôi trời, nó có cành cái xi đấy kìa. Đây cũng phải đẹp. Trời, cảnh đẹp ghê luôn chứ quý vị. Cái này có giống như là ruột bậc thang đó quý vị ơi. À, đẹp không quý vị? Xem anh thấy cam đi. Bây giờ thì đi qua cái cây khác quý vị ơi. À, đây nè. Có gùi nè quý vị. Ở nhà thấy đã không? Trái cam to lắm quý vị ơi. Đi về thiên lên phía trên kia. Nặng không chị ơi? Nặng à.
Dạ dạ. Anh đeo hả? Hay là anh cầm cái giỏ cho em được rồi. Em cần cái sách này cho em rồi, chứ em đeo bình thường mà. Rồi, okay. Lặng. Đi đi đi. Anh Thái cầm cái máy giùm em chút này. Quay cho bà con thấy Hải cầm gùi này. Cầm máy này anh Thái ơi. À, cái máy em cũng gần hết pin rồi. Dạ. Giờ cũng... yeah. Xa nó phết đấy. Ôi, quý vị thấy đi hay cam mà cứ nhìn cái cảnh đây không? Cái nồng rượu rồi. À. Ai cũng gùi đó quý vị thấy không? À. Vì. Vui quá Thái hả? Thú vị không? Thú vị thật hả? Quá đã luôn quý vị ơi. Vừa đi chơi du lịch, vừa đi giúp bà con bán được cam nè. Ôi mệt quá. Thở không ra hơi. Mày này anh vui cho. Ok, gần tới nơi rồi. Xa. Ủa còn xa gì? Ok. Có đi miết không chịu tới. Cái này bà đi đến 2 tiếng trong núi thì đi sao lỗi thầy. Ờ 2 tiếng đi không lỡ đâu. 2 tiếng mà bà con đi chứ còn mình đi thôi chắc còn phải 3 tiếng. Chú chị đi nhanh dễ sợ đó. Không biết máy chị kia giờ về chưa không biết nữa. Chắc về chuyến rồi. Dạ. Tắm. Dạ được, dạ được. Hồi nãy té luôn quý vị ơi. Đổ máy đó. Ui thiệt chứ. Lúc bà con ở đây khỏe thật á. Cái gùi của mình có chút à. Đi không nổi. Ôi về tới đây rồi. Ủa bà con hái về tập trung đây rồi hả? Ủa nhanh đi. Nhanh nha. Hả? Nhanh rồi, đi tiếp rồi đó. Chắc đi tiếp rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Vui lắm. Ôi trời ơi. Rồi tí là đi hay tiếp thôi. Anh này quý vị. À, hái rồi bỏ trong bịch này rồi để lên. Phải chắc cho cẩn thận chứ. Quá chừng không? Còn nhiều lắm. Ôi. Ôi. Nó xong có xe tới đây luôn à. Bây giờ là bà con á, chuẩn bị tải hàng lên nha. Tải cam quý vị lên xe tải đây quý vị ha. À, tải cam lên xe tải này đây để mà anh em Hải đem về Đà Nẵng quý vị. Đem về bán đó. Cũng mong rằng á là mình cũng bắt tay bán được các cái sản phẩm này giúp cho bà con có thêm cái thu nhập quý vị ơi. Cam quý vị thấy ngon không? Cũng mới chở được nửa xe rồi. Hai anh em mua là 2 tấn á, chở một xe này. Xe này mới chở được 3 tấn quá. Ép chắc được 3 tấn hơn á. Bà con đang cột cái miệng bao lại. Rồi đây có cái rổ này. Đây nó còn có các cái xếp này, cái khung xếp này này. Nói chung là cũng đỡ cho, nói chung là chuyển về làm sao cho nó cam còn nguyên trái nó đẹp để bán cho bà con ha. Hôm nay là có anh Thái nữa quý vị. Anh Thái là đi với Hải để cùng chia sẻ giúp cho bà con mua cam. Rồi đi thăm và phát quà 50 phần quà của chị Lan ở Mỹ. Với em gửi để Hải đi chia sẻ các cái nơi khó khăn ở đây. Anh Hải nhớ mà anh quay kêu là câu lạc bộ nữa học đình giúp đoàn từ thiện đây. Dạ dạ. Câu lạc bộ ở đây có câu lạc bộ nữ Hồ Bình ha. Dạ. Cũng rất là nhiệt huyết, cũng rất là năng động để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Còn đây là anh Thái của mình. Phía trong kia là anh Hoàng. Đó. Nói chung là cam đem về rất là cẩn thận nhưng mà bà con yên tâm sử dụng. Đóng khung này. Đóng khung luôn á. Đóng khung lên luôn. Anh Thái cầm anh Thái liếc liếc chút anh Thái. Đó. Đóng khung đó, làm gọn gàng nên đẹp đẽ vậy đó. Không lập. Đi nó không lập. Không lập không. Rồi đưa khung, đưa mấy khung to lên em, đưa mấy khung to lên, không mấy khung nhỏ. Em lựa khung dài á. Để tôi đã bắt đầu tìm lên, đưa mấy khung to lên đây cho anh đã. Cái này ơi. Mấy cái khung dài á. Khung dài ở phía trong kia chị ơi, chị lấy giùm em với. Đang ơi, đây là 50 xuất quà của chị đó chị ha. Nhưng mà sáng nay thì đi được 2 hoàn cảnh khó khăn thì em trao trực tiếp. Còn lại thì em cũng cố gắng đi thêm được hoàn cảnh nào thì được hoàn cảnh đó. Rồi còn cái này á là em cũng có các chị phụ nữ ở đây, chị cũng giúp cho em trao giùm. Đây, nói chung là con mấy chị cũng nhiệt tình lắm. Rồi
Em cảm ơn chị Lan rất là nhiều nghe, bà con ở trên Tây Giang này cảm ơn chị nhiều lắm á chị Lan nha. Bye bye bà con. Ra lên xe thôi. Quý vị thấy là đường ở phía trước là đang bị sạt lở đó quý vị ơi. Giờ phải có xe múc. Họ gạt cái đất bùn rồi. Chắc tí đừng phải kéo qua chứ còn chắc xe này mình qua không nổi đâu anh Hiền. Lún lún kia qua sao nổi. Đây là bà con mà. Nói chung là doanh nghiệp mà họ lên trên này mà họ mua cam cũng khó lắm. Tại vì khổ nhất là cái chi phí vận chuyển á. Anh em mình xuống rồi. Ui. Ui trời. Thứ quá vậy. Ôi nó sập đó. Thấy. Nó chừng đứng đây nó sụt quá. Nó đèn nó chỉ để hỏng rồi đây. Không phải đây là từ thượng nguồn nó chảy xuống này nó phá núi kìa. Thấy chưa? Phá núi không có nước chảy xuống. Không sống vậy trời trơn vậy. Ui dạ. Thấy ớn không? Đây phải quen tay lái chứ không đó. Gần lứt với kia rồi. Mày quá, mày quá. Ngày mai là anh em mình bắt đầu đi shipper đó ha. Chia sẻ luôn là một ký là ơi, mua lẻ một ký là 35.000, 3 ký là 100.000, còn 5 ký là 160. Nói chung là hãy với anh Thái cũng đi mua ủng hộ cho bà con, rồi nếu mà bán có lời thì dành số tiền đó để đi mua quà lên bà con, thăm lại bà con quý vị ơi. Mong rằng là mong bà con ở Quảng Nam Đà Nẵng ở gần gần nó mua thì ship dễ hơn. Có đường quý vị nữa. Đó, đường đi đây, đi đây. Cái chi phí đó ha. Sạt lở không? Đó sạt lở này. Đó 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 đó. Đó. Đây cái dùng là phải lấy lụa mà giống đây chứ. Rùa bò. Đây nó còn rùa bò. Rùa bò. Đi về là 9 tiếng đồng hồ mới đến. 9 tiếng đồng hồ đó. Mà đấy là chạy không nghỉ đó. Dạ. Đó, quý vị thấy phía trước là đá sạt lở giờ đang kè lại cái đường này. Cái này là cái hầu của năm 2020 mà đến nay vẫn còn đây quý vị. Chưa sửa xong được. Xe múc đứng tay để sửa đường này. Đây là mình ra ngoài hơn đỡ đó. Anh Hoài em nghĩ rằng nếu mà đường đi nó dễ đó thì chắc cũng có nhiều doanh nghiệp để mua đúng không? Do là quá khó. Cái đường đi nó quá khó quý vị đó, quý vị nhìn thấy này. Ngày hôm qua mình cũng đúng rồi. Sạch, nó sạch rồi, đất đường lên đường đi đây bây giờ sạch luôn, tới đây mình phải đào cái rừng xuống đây. Khiếp. Do đường đi nó quá khó nên vấn đề vận chuyển của cam nó dễ bị hư nè, cam nó dễ bị hư rồi. Các cái doanh nghiệp thì họ cũng muốn là cái phí vận chuyển nó thấp để mà về bán nó còn dễ nữa đúng không anh Hoài? Rồi họ lời này kia nhưng mà em thì nói chung bán cũng có tiền đổ xăng cho xe nó chạy. Rồi cũng muốn là có được cái chút lời gì đó nói chung là để mà mua cua cho bà con thôi. Nhưng mà không biết về bà con mua ủng hộ chứ nếu mà mua không mua thì chắc ông đóng cam này khóc luôn không biết sao luôn anh thấy nghe. Đây là anh Hoàng, anh cũng nhìn kiếm lại bà con Tây Giang quý vị. Rồi không biết cô bác anh chị nhớ là 6-7 chiến mà hãy đi phát quà đi Tây Giang là có anh này đấy. Nói chung là tay lấy lụa chứ còn bình thường không giống ai đi đường này hết nhá. Lì hãy lấy lì và lụa lì chứ không lụa. Dạ rồi thì ai cũng xin kết thúc video, mong cô bác anh chị mua ủng hộ cho bà con ha. 35 ngàn ký lẻ còn 10 ký 30 hả? 10 ký 10 ký thì 300.000 nhỉ. Cái đó giống như giá là mình định bởi vì sao? Bởi vì là do là đi cái thời gian đi là xe đổ xăng rồi nói chung là như rùa bò quý vị. Nó tốn nhiều cái chi phí giống như là mình đi qua chỗ có những chỗ phải tời nhờ chiếc xe khác họ tời mình cũng có chút chút gì đó nữa đúng không anh? Kéo đó quý vị, kéo xe đó đầu đường đó quý vị hả? Có những chỗ khó đi đó. Rồi đi như thế này nói chung cũng trong đường đi quá khó khăn quý vị ơi. Nên như là doanh nghiệp là không biết ít chạy lên đúng không anh Thái? Đó anh Hoàng. Nên cũng mong rằng là bà con ủng hộ để mà hãy cùng tiếp tục những cái chương trình đó, chốt tính lên đấy rồi, không mong rồi.
số tiền đó cũng gửi đến tặng một người bà con chú ít này anh Cam mà bà con anh Cam à anh Cam rồi quay chút đi quay anh Cam chút đi đây quý vị nhìn cái muối cam ngon lắm quý vị này ngon rất ngon à, cái vỏ này là ăn được luôn quý vị á không là cái cam này không có phúc quý vị mà thường qua rồi ăn nhiều vỏ quá nó đắng lắm đúng là cái vỏ mà ăn nhiều thì đắng chứ có axit mà ăn à. Ngon lắm. Nhìn quá ngon quý vị, nó nhìn cái muối cam này nó đẹp. Này con nít là cứ bóc cho anh thôi. Để rồi làm miếng này hoặc hỗn nước luôn. Đây. Quý vị thấy cái cam này ngon. Cam này giống như là cái cam Vinh á, không phải như cam Mỹ á. À, như cam Mỹ đó. Nói chung là ngon cực kỳ bởi vì không phải là mình nói để BA thấy. Nghe là anh Hoàng đầu tiên thì nghe anh Hoàng lắm. Nghe anh Hoàng nói cam ở bên Tây Giang rất là ngon luôn. Và thấy bà con cũng khó khăn trong việc cái đầu ra đó quý vị nên em lên cũng hỗ trợ giúp bà con rồi em cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video rất là nhiều chúc quý vị dồi dào sức khỏe bình an nha.